Dạ, xin chào tất cả các quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em lại xin tiếp tục chia sẻ cho quý bà con cô bác những cái hình ảnh về vườn ươm bồ kết của nhà em nhé. Đây là cái vườn ươm 1/2 vườn ươm của nhà em nhé. Trên này thì còn một cái vườn ươm nữa, nhưng đây là cái vườn ươm trước. Cái loạt này này, bà con nhìn cái loạt nó bé bé này là cái loạt dòng về sau. Còn cái loạt dòng về trước đây, bà con có thể thấy tốt ngang với lại bụng người. Những cây tốt như này thì đều đã đủ tiêu chuẩn để ghép rồi nhé. Khi mà bà con trồng với lại số lượng lớn ấy, thì bà con có thể nhân giống bằng cái cách là tự ươm hạt và tự trồng cây thực sinh như nhà em. Sau đó thì ghép, thì bà con có thể thuê người ghép nếu như bà con không biết ghép. Thì khi mà cây nó như những cây này thì nó vẫn còn bé, chưa đạt tiêu chuẩn để ghép. Bồ kết thực sinh thì nó lớn rất là nhanh trong cái thời gian mà cây nó bé. Còn khi mà cây nó được khoảng 2-3 năm tuổi trở ra thì nó lại lớn chậm lại. Đây chính là một cái cây bồ kết thực sinh này. Bà con có thể nhìn thấy nó sẽ có gai nhé. Bồ kết thực sinh thì nó sẽ có gai từ gốc đến ngọn như thế này này. Gai rất là sắc này. Bà con trồng bồ kết thì bà con có thể trồng lấy gai để bán hoặc là lấy quả nhé. Nhưng chủ yếu mình sẽ dùng lấy quả để bán thì nó sẽ năng suất hơn. Gai thì bà con sẽ thu được không đáng bao nhiêu cân cả. Một cây bồ kết này một năm bà con chỉ thu được vài cân gai thôi. Đấy là cây bồ kết to phải chục năm tuổi thì mới được vài cân nhé. Còn như cái cây này thì chả được bao nhiêu cân nữa. Và giá thì gai bồ kết nó cũng dao động từ khoảng 180 đến 200. Nó sẽ đắt hơn là quả bồ kết, nhưng mà cái lượng cân nó sẽ không được nhiều nhé. Cành nó sẽ ra gai từ gốc tới ngọn như này bà con này. Gốc tới ngọn và kể cả đầu ngọn nhé. Đầu cành nó cũng sẽ có gai. Đây, cây này là cây mới được 1 năm tuổi thôi nên nó cũng chưa biết nó là cây được hay cái. Nó phải đợi khoảng 5 đến 7 năm khi nào nó ra hoa nhé. Nó ra hoa mà phải đợi nó đậu quả cơ thì mới biết được là được hay cái. Nhiều khi cây nó ra hoa xong năm sau nó vẫn ra hoa nhưng mà lại không đậu quả bà con nhé. Đây, quay trở lại với cái cây bồ kết thực sinh để đủ điều kiện để ghép này. Bà con thấy nhà em đang tiến hành ghép. Khi cây ghép thì cây nó phải đạt độ khoảng bằng cái đầu đũa nhé. Thân cây nó phải khoảng bằng cái đầu đũa hoặc là cái đầu ngón tay út của em như này thì bà con tiến hành ghép thì cái tỷ lệ sống nó mới cao. Chút nữa thì em sẽ làm cái video khác để hướng dẫn bà con cái cách ghép cây bồ kết để làm sao bà con ở nhà thì với số lượng ít thì bà con có thể tự ghép được. Bà con nào mà muốn mua giống cây thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em để trên màn hình nhé. Giống cây nhà em thì hiện tại đang phun số lượng, bà con muốn lấy bao nhiêu cũng có nhé. Đối với giống bồ kết ghép thì bà con nào mà chúng ta trồng ít thì bà con có thể là lấy luôn cây bồ kết ghép để cho nó nhanh, bởi vì là để ghép được một cây như này nó cũng rất mất thời gian, thì bà con cứ lấy luôn cây ghép, chi phí nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu đâu nhé. Đây là những cái lô nhà em đã ghép rồi đây. Bà con rất là mong bà con xem kênh mà bà con yêu mến em thì hãy cho em xin một nút like, một lượt chia sẻ để có thể là giúp những cái video của em nó lan tỏa đến những bà con khác. Xin chào và hẹn gặp lại bà con mình ở những cái video tiếp theo ạ.